Xin chào tất cả các bạn, là mình Cu Khoa đây. Thì các bạn biết bây giờ là mấy giờ không? Bây giờ đã là 2 giờ 20 phút rồi nha mọi người. Đáng lẽ là giờ này mình đang ngủ rất là ngon. Tuy nhiên là hôm nay mình phải bật dậy và ghi lại cái video này cho các bạn xem. Thì các bạn biết tại sao không? Từ lúc mà mình đem cái bức tranh đó về nhà và treo ở trên phòng á, đây. Thì mình treo cái bức tranh nó ở trên đây nè các bạn. Cái bức tranh ở trong cái ống tre đó đó. Đang ngủ á thì tự động nó lại rớt xuống cái bụp ngay ở ngay chỗ cái chỗ mình đang nằm ngủ nè. Đó, mình ngủ trên cái gối này nè. Tự nhiên cái nó làm cái bụp xuống cái hết hồn. Mà các bạn cứ nghĩ đi. Đây, mình treo nó như thế này nè. Đó, mà tự nhiên ở đâu mà nó có thể rớt xuống một cái bụp. Mình sực tỉnh dậy luôn á các bạn. Ok, tạm thời mình sẽ để cái bức tranh này nằm ở đây ha. Và bây giờ mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Rồi, để mình kể cho các bạn biết vì sao mà mình đang ngủ mà lại sực tỉnh dậy để mà quay lại video cho các bạn ha. Khoan, uống miếng nước cái. Thì như bao ngày khác á, mình đi ngủ lúc cỡ khoảng 11 giờ, 12 giờ. Nếu mà mình không quay á thì 11, 12 giờ là mình đã ngủ rồi, còn nếu mà đi quay á thì phải sau 12 giờ mình mới có thể ngủ. À, đang ngủ á các bạn, tự nhiên mình có một cái cảm giác rất là kỳ lạ, giống như là có ai đang nhìn mình, đang theo dõi mình á. Cái cảm giác mà các bạn ở trong phòng có một mình thôi, nhưng mà giống như là có ai đang ngồi ở đằng trước á, ngồi nhìn thẳng vô trong mình á. Nó rất là ghê sợ. Và rồi ngay cái lúc đó, cái bức tranh nó tự nhiên nó rớt xuống, làm cho mình giật mình tỉnh dậy. Khi nhìn qua thì điếng hồn luôn á các bạn. Giữa cái lúc mà mình đang ngủ ngon mà mình quay qua mình nhìn cái cặp mắt á là hồn vía lên mây luôn. Và mình sực nghĩ á, trong cái lúc mà mình đang ngủ là cái khoảng thời gian từ 11 giờ cho tới 2 giờ bây giờ á, thì đã xảy ra một số thứ mà mình không thể nào mà mình thấy được, tại lúc đó mình đang ngủ mà. Cho nên bây giờ mình mới quyết định là mình dậy và mình sẽ lấy camera và mình đặt ở trong phòng. Ok, cụ thể là mình sẽ đặt camera ở phía bên kia nha mọi người, ở trên cái góc này, để mà xem coi trong cái lúc mà mình ngủ á có những cái điều gì nó xảy ra hay không nha. Rồi, trước khi đi ngủ thì mình sẽ đặt lại cái bức tranh này về vị trí cũ nha mọi người. Các bạn thấy ở đây không? Đây là cái sợi chỉ đỏ mà mình đã cột vào nha mọi người. Thấy không? Bốn góc nè, 1 2 3 4. Mình đã chấn bằng cái chỉ đỏ, tại vì cái này mình nghĩ nó không có cái gì đâu, cho nên mình chỉ cột bằng chỉ đỏ thôi chứ không có làm bùa phép cột gì ở đây hết đó nha mọi người.
Hình như mình nghe cái tiếng đóng cửa một cái đùng. Nhưng mà mình thấy mọi chuyện nó ổn mà ta. Cái ca nước nó rớt xuống nè mọi người. Ok, thôi thôi, để mình bật cái đèn này lên cái. Xong rồi thì mình sẽ lấy cái bộ này mình quấn cái bức tranh này lại nha. Tạm thời là mình quấn ở đây nha mọi người. Mình biết ngay là có cái chuyện gì đó mà. Rồi. Ok, tạm thời thì mình sẽ lấy hai cái lá bùa trấn quỷ này để mà phong ấn cái thứ gì đó ở trong cái bức tranh. Rồi đợi qua ngày hôm sau, qua ngày mai thì mình sẽ nhờ Duy và Linh cùng nhau đi lên trên chỗ của thầy để mà hỏi xem sự việc là như thế nào. Bởi vì mình càng thấy càng lúc nó càng rất là rối luôn á mọi người. Rồi, chào tất cả mọi người nha.